Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Thì để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhớ ấn vào cái chuông để mình nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi hồi sinh em chim lửa nha anh em. Đó, mình có luyện full cái viên ngọc của con chim lửa trong những tập trước rồi. Tập hôm nay chúng ta sẽ tiến hành đi hồi sinh nó luôn. Và ở đây mình sẽ đi chế tạo luôn hai cái viên ngọc còn lại, đó chính là ngọc của con chim điện và ngọc của con chim băng luôn nha các bạn. Công thức thì rất là đơn giản thôi. Và đây là ngọc của con chim điện. Rồi chúng ta sẽ chế tạo luôn ngọc của con chim băng nha. Thì mình sẽ luyện cái viên ngọc tiếp theo, đó chính là ngọc của con chim băng. Tại vì đền chim điện mình vẫn chưa tìm ra đây mà. Rồi và đây là viên ngọc của con chim lửa nè. Đó, nó đã full 375 con Pokemon rồi đó. Đó, khá xịn luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi triệu hồi nó luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ leo lên đây và dùng cái viên ngọc để mà click chuột phải vào cái Fairy Shrine này nha. Đó, click chuột phải vào. Ta-da! Và đây là Monstress nha các bạn. Wow, con Monstress này nhìn khá là to đi ha. Chúng ta sẽ tiến hành Force Sweep nó đi. Mình sẽ cấu máu nó xuống còn một đi. Rồi để mà bắt cho nó gọn luôn. Ồ, nó còn một máu đó các bạn ơi. Mình sẽ dùng Whipball nha. Đầu tiên là dùng quả Whipball trước cái đã. Ồ, quả nó boost cái gì lên kìa. Whipball có vẻ là không thành công anh em ạ. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi qua cái quả tiếp theo luôn, đó chính là Tamerball nha. À, hay là chúng ta sẽ đi qua mấy cái quả như là Pokeball với Ultraball thử đi. Đây, mình sẽ thử trước 5 quả Pokeball đi. Đó, những season trước mình có bắt chim lửa bằng mấy cái quả ball thường này các bạn à. Rất là xịn luôn. Rồi, mình sẽ cho luôn một quả Pokeball nữa nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ spam cho đủ 5 quả đi ha. Quăng ra cho đủ 5 quả luôn. Pokeball. Wow, tuy còn một máu nhưng mà cái con chim lửa này rất là khó thu phục luôn nha các bạn. Không có dễ ăn đâu đó. Rồi, tiếp tục là Pokeball luôn nha các bạn. Trời ơi, khó khăn quá ta. Ồ, không được luôn rồi nè. Rồi, cho một quả nữa đi. Một quả Pokeball nữa. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành spam thật là nhiều Tamerball để mà bắt được con chim lửa này nha các bạn. Nãy giờ mình quăng rất là nhiều Tamerball luôn nhưng mà nó vẫn chưa dính anh em ơi. Con chim lửa nó quá cứng đầu luôn rồi đó. Trời ơi. Nó hy vọng là nó sẽ không tự sát anh em ạ. Thường thường khi mấy con này nó sử dụng hết skill á thì nó sẽ tiến hành tự sát đó các bạn ạ. Rất là nguy hiểm luôn nha. Đó. Nói chung nãy giờ mình cứ nhây nhây với nó một xíu thôi. Hy vọng không sao. Ồ, khó ăn đây ta. Rồi tiếp tục là Tamerball nữa đi nè. Wow, em chim lửa khá là xịn anh em ơi. Wow, nó to quá ha. À, con này mà cởi thì y bay luôn. Wow, nó có lửa trên đầu nữa kìa. Rất là xịn luôn hen. Và lần này, yes, chúng ta đã tiến hành bắt được em Legendary Monstress rồi nha các bạn. Và mình đã được một cái thành tựu mới luôn rồi kìa. Khá xịn luôn.
Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi test cái con chim lửa đấy thôi. Oh, wow. À, kích thước nó là small anh em ơi. Và nó không cộng, không trừ cái gì luôn. Wow, có vẻ là rất là xịn đây. À, và bay siêu đã luôn anh em ơi. Nhìn nó rất là đẹp ha. Wow, nhìn lửa, lửa trên cánh đó kìa. Quá xịn luôn. Ok, cuối cùng cũng bắt được em nó anh em ơi. Sau một hồi tốn rất là nhiều bon luôn thì chúng ta cũng đã bắt được em Legendary Monstret rồi nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành chọn cái đội hình thích hợp để mà đi qua đánh hội quán nha anh em. Đó, trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi đánh luôn hai cái hội quán hệ băng nha. Đó, chúng ta có mời sự góp mặt của em chim lửa để hy vọng để mình coi thử nó có thể hiện được cái gì nhiều hay không. Ok, mình sẽ lấy cái đội hình thích hợp ra nào. À, mình sẽ chọn luôn mấy em hệ lửa nè để cho nó có lợi một xíu anh em ơi. Và em Sonic này nữa nè. Đó. Rồi. Đội hình cấp 100. Và em Cider này có vẻ là hơi bị yếu ha, mình sẽ cất nó vô luôn đi ha. Lấy Ziget ra mới được. Ok, thế là chúng ta đã xong cái đội hình rồi nha anh em. Bây giờ mình sẽ tiến hành sắp xếp lại và đi vô trong đây thách đấu luôn hội quán hệ băng luôn nha các bạn. Wow, khá là xịn luôn anh em ơi. Ok, trong đây thì nó có thêm cái bàn và cái ghế nữa nè. Cái bàn thì nó có cả cái học bàn luôn anh em ơi. Khá là xịn. Oh, mà sao mình đóng lại không được ta. Thôi kệ nó đi ha. Cái ghế thì có thể ngồi được nè. Ở đây có cái thùng rác cũng như là cái chậu hoa luôn đi. Khá là hay đó. Oh, và ở đây nó có cái sea lantern hả? Đèn biển hả ta? À, chúng ta phải bước lên đây để mà nhảy qua mấy cái bục này anh em ạ. Oh, tức là cố làm sao để mà nó không té khỏi mấy cái bục này anh em ơi. Rồi, mình sẽ thách đấu luôn nha. Wow. Wow, đây là nhà thách đấu đầu tiên anh em ơi. Oh, và có con delay bớt luôn. Wow, con này mình tìm rất là khó khăn luôn đó. Oh, xịn hang. Mặc đồ Pikachu nữa kìa. Delay bớt nè. Wow, một em. Tiếp theo là Catfirm anh em ạ. À, nó chết well luôn rồi. Ok, thế là cái nhà thách đấu đầu tiên mình đã đánh bại xong rồi nha. Chúng ta sẽ tiếp tục với nhà thách đấu thứ hai. Oh, Prolas. Con này thì mình cũng sẽ làm gọn luôn thôi. Oh, wow, nó vẫn còn nội tại một máu nè. Mày hả con? Nội tại một máu nè. Và tiếp theo là con Dugong anh em ạ. Dugong. Trời ơi, con này sao nó đánh mình đau quá vậy? Mày hả con? Thôi xong tôi rồi. Nó giúp cái con Andy của mình chết queo luôn rồi các bạn ơi. Dugong này. Mày nè. Đó. À, lại là con Prolas nữa anh em ạ. Prolas nè. Wow, khá là xịn hen. Nó trâu quá anh em ơi. Nó chết queo luôn. Với con Sonic của mình nó cũng chết luôn. Gì căng vậy? Wow, chưa gì chúng ta đã bắt được hai con Pokemon rồi đó. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục thách đấu nữa nha các bạn. Mày nè. À, Weavile hả? Con này thì mình có rồi. Wow, nó cấu máu của con Victini của mình kìa. Nhưng may quá với tiền của mình nó cũng đã xử xong cái con Weavile đó luôn rồi các bạn ơi. Rồi, tiếp theo lại là con Dugong này nữa. Dugong. Chết tôi luôn á. Trời ơi, nó lại còn hồi máu nữa các bạn ơi. Thôi xong luôn. Trời ơi. Đánh không lại mà còn hồi máu nữa chứ. Chuyển hụt bà để mà trị nó anh em ơi. Mày nè con. Ồ, nó gây khá là nhiều sát thương đây anh em ơi. Khá xịn đây. À, nó cũng cấu máu mình khá là đau đó chứ. Dugong này. Chết queo con Dugong luôn. Và tiếp theo là con Zenith. Chết queo con Zenith luôn rồi. Ồ, lại là con Delay Bird nè. Ồ, có vẻ như Monstress của mình toàn là skill boost thôi các bạn ơi. Nó không có skill nào gây sát thương cả. Trời ơi, vậy là tôi chịu hồi cái con Legend. Con Legend nó không có skill để mà đánh trả lại luôn. Chết tôi luôn rồi. Rồi, để mình xử
Ây da, chưa xong nữa nó dứt cái con Ziget của mình chết luôn rồi. À, rồi chắc mình phải bô cái heo anh em ạ. Bô cái heo để mà đánh. Chứ không là đánh không lại đâu. Weavile nè, một em. Rồi tiếp theo là Dugan đúng không? Chúng ta phải chuyển mấy Pokemon liên tục anh em ơi. Chứ không là khá là nguy hiểm luôn đó. À, ghê quá ta. Mình không đánh được nó anh em ơi. Claw Combat đó nè. Ồ, cậu khá là nhiều máu đây ha. Và nó cho mình dính độc nữa chứ. Ghê thiệt. Ồ, căng vậy ta. Rồi, Moonblast nó. À, tiếp theo là Delay Burst anh em ơi. Wow, nó còn nội tại một máu hay gì ta. Delay Burst nè. Và con Sonic của mình nó cũng hẹo theo luôn rồi. Rồi, tiếp theo là con Zenith anh em ơi. Zenith cũng chết queo luôn rồi. Đó, khá là xịn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục với cái nhà thách đấu tiếp theo đây nha các bạn. Wow, ở đây toàn mặc đồ Pikachu không à. Hay quá ta. Wow, nãy giờ mình gặp khá là nhiều cái con Prolas anh em ơi. Có vẻ là linh vật của cái hội quán này rồi đó. Quá chừng Prolas luôn. Đó, cái gì đây? Mammoth Y hả? Ghê quá ta. Mình sẽ chuyển qua con cái gì đây ha? Suicune không ta? Thôi, chuyển qua con Hoopa để mà chơi luôn đi. Ui, phải chứ, nó cho một skill của Hoopa mình chết queo luôn rồi. À, Mammoth Y nè. Wow, xài skill hệ nước nó khá là xịn anh em ơi. Nó còn có 1 chấm máu rồi. Ồ, và sao mình dùng cái skill. À, mình vẫn dùng skill được nè. À, Ryogono. Wow, con này mình chưa có anh em ơi. Con này thì rất là đẹp luôn. Và khá là hiếm luôn đó. Ồ, ghê ta. Bubble Beam đó anh em ơi. Ui, nó cho skill gì kìa. Cấu của mình nhiều máu quá các bạn ạ. Mình sẽ cho con Raikou để mà giật điện nó luôn. Cho mày bỏ cái tật nha con. Ây da, nó xài skill đó hồi nha. Thunder nó luôn nha các bạn. Ồ, cậu rất là nhiều máu luôn. Wow, và nó cho con Raikou của mình chết luôn rồi. Mày nè, Ryogono. Ồ, nó vẫn còn máu anh em ơi. Khó chơi vãi chưởng ra luôn. À, Bubble Beam nó một phát nữa anh em ạ. Ừ, trời, con siêu cún mình nó chết luôn rồi. Ghê quá vậy. À, skill không có tác dụng hả ta. Tiếp tục, Shirin Shot. Đó, cuối cùng nó cũng chết này em ơi. À, lại là cái con Delay Burst nữa nè. Lại là nội tại một máu nữa. Trời ơi, cứ gặp hoài luôn á. Nó chết queo luôn rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đi lên đây và thách đấu chủ hội quán hệ băng luôn nha các bạn. Đó. Wow, ông này mặc đồ rất là kín anh em ơi. Chắc là chờ ấm đấy. Và đây là Prolas nha. Ồ, một em chết queo luôn. Tiếp theo là Clayley. Wow, đủ chưa vậy ta. Clayley này chết luôn. Tiếp theo là Wolverine. Ồ, chết luôn rồi. Cast Firm. Mấy con Cast Firm này thì mình Eruption là nó chết thôi anh em ạ. Rất là dễ để mà tiêu diệt nó luôn. Cast Firm chết queo luôn. Ồ, tiếp theo là con Ryogono nè. Ồ, ghê ta. Wow, nó cho hiệu ứng skill rất là đẹp luôn các bạn ạ. Ui. Và đây là con Cast Firm. Và cuối cùng chúng ta cũng đã chiến thắng xong hội quán hệ băng đầu tiên trong tập ngày hôm nay luôn rồi nha các bạn. Đây là Ice Cold Bash và một skill đó chính là Ice Punch. Ồ, khá là xịn đây. Để mình sắp xếp cái huy hiệu cũng như là cái cuốn sách kỹ năng vào trong đó ha. Rồi. Ồ, và ở đây cái viên ngọc của con chim băng nó không có cộng gì hết nha các bạn. Vậy tại vì nãy giờ mình đâu có luyện nó đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đi qua cái hội quán hệ băng thứ hai trong tập ngày hôm nay luôn nha các bạn. Rồi, iGym 2. Ồ, cái này thì nhìn nó khác hẳn cái hội quán bên kia hả các bạn ha. Ồ, rất là hay luôn. Rồi, để mình tiến hành bay vòng vòng cho các bạn coi thử ngay. Ây da, con Hoopa nó về trạng thái này rồi. Chúng ta phải inbound với nó mới được.
Và đây, linh vật của cái hội quán hệ băng thứ hai đó chính là con Memuswa nha các bạn. Wow, rất là kinh khủng luôn hen. Nhìn rất là dữ tợn luôn. Ok, để mình tiến hành bay ra ngoài sao thử có gì hot không ta. Wow, cái kết cấu nó khá là cũng nó khá là xịn đó anh em ạ. Và đây, cái cổng trước là nó có hình cái quả Ultraball nha các bạn. Rồi, chào mừng đến hội quán hệ băng. Ổng này ổng khuyên là đừng nên rơi xuống nước vì nó sẽ rất là lạnh anh em ơi. Đây chúng ta phải bắt cua để mà đi thách đấu anh em ạ. Cực khổ vãi chưởng nó luôn. Prolas nè, lại gặp nó. Cứ eruption cho nó chết queo luôn đi. Wow, còn chấm máu, ghê quá vậy ta. Đổi qua con khác rồi hả? Đây là Cloyster anh em ạ. Hôm nay có hai con thôi, rất là đơn giản luôn. Ok, mình sẽ tiếp tục thách đấu với ông kế tiếp nha. Ta-da. Cái gì đây? Pilos White. Rồi, đây là cấp 2. Con này nó sẽ tiến hóa lên con Memuswai khi mà nó học được Ancient Power nha các bạn. Wow, nó cho con anti của mình chết queo luôn rồi. Mày này con. Thì đối với cái hội quán này thì mình sẽ tiến hành không dùng lệnh Pokéheal nha các bạn. Hội quán hệ băng thứ hai đây nè. Wolverine nữa hả? Gặp nó hoài vậy. Wolverine. Ôi, mình cấu nó ít máu quá các bạn ạ. Khó mà sơi đi. Mình phải chuyển qua con Sonic đi. Để mà đấu với nó này mà. Nó ngủ rồi nè. Mày hả con? Cho mày chưa. Chết queo luôn. Ok, thế là mình đã xong ba ông nhà thách đấu đầu tiên rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với ông thứ tư. Chúng ta sẽ đứng bên đây và quăng bon qua luôn thôi nha. Đừng để rớt xuống nước nha bạn, tại vì nó sẽ rất là lạnh luôn đó. Wolverine nữa nè. Mày hả con? Wolverine hả? Tiếp theo là con Jin X này mà. Đổi qua con Delibird rồi. Sao mấy hôm nay nhiều con xịn quá vậy ta? Nhiều con mình tìm rất là khổ luôn anh em ạ. Nhưng mà không thấy. Delibird cũng chết queo luôn rồi. Và tiếp theo là Ryogono. Lại thêm một con mình chưa có nữa. Mày nè, mình sẽ dùng cái skill Horn Leech để mà hút lại máu anh em ạ. Bắt cua. Và chúng ta sẽ bắt cua bên đây luôn. Ok, và đây là chủ hội quán hệ băng thứ hai nha các bạn. Đó, mình sẽ tiến hành thách đấu ổng luôn. Cast Firm hả? Cast Firm chết queo luôn rồi. Cloyster cũng chết queo luôn. Tiếp theo là Weavile anh em ạ. Ây da, mình phải đổi qua con khác mới được. Flare Blitz nó. Nó chết queo rồi kìa. Lại đổi qua cái con khách firm khác anh em ạ. Trời ơi, nhiều con quá vậy. Trời, nó cấu máu của mình kìa. Đau phải chưởng nó luôn. Cái skill này hiệu ứng rất là đẹp ha các bạn ha. Rồi, mình sẽ dùng con Raikou để mà giật điện con khách firm này luôn. Ghê ta. Nó vẫn chưa thấm cho lắm anh em ạ. Mày nè. Nó chết queo rồi. Và đây là cast firm hệ nước hay sao á. Chúng ta giật điện cho nó gọn luôn. Chết queo luôn rồi. Tiếp theo lại là một con cast firm nữa nè. Trời ơi, sao đâu mà lắm cast firm quá vậy. Quá chừng quá đất luôn. Duck spoon nó một phát anh em ạ. Và Delibird. Lại gặp em nó nữa. Và cuối cùng mình cũng đã chiến thắng xong cái hội quán hệ băng thứ hai trong tập ngày hôm nay luôn rồi nha các bạn. Đây là Iburst Pet nha. Và chúng ta được một skill mới nè. Khá là xịn luôn. Rồi mình sẽ tiến hành cất cái huy hiệu cũng như là cái quyển skill này đi. Khá xịn. Ok.
Rồi, để mình vô cái heo cái đã. Sau khi thách đấu xong rồi chúng ta phải vô cái heo cái mới được. Rồi bây giờ chắc chúng ta phải tiến hành nhảy ra tiến hành nhảy ra như cái cách cũ thôi các bạn ạ. Trời ơi khổ quá ta. Tiếp tục. Tới khi nào để nó ra khỏi cái hội quán mới thôi. Để mình nhảy qua cái cục này cái đã. Ta-da! Nó có một cái cục nhỏ nữa nè. Ok, quá xịn luôn. Đó. Ok, để bây giờ mình có mấy con level cao này vô cái đã. Và chúng ta sẽ lấy mấy con level thấp ra để mà luyện cấp cho tụi nó nha các bạn. Đó, khá xịn luôn. Ok, thì trong ngày hôm nay mình đã tiến hành hồi sinh Imaginary Monsters. Cũng như là thách đấu thành công hai hội quán hệ băng thứ nhất và hệ băng thứ hai nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.